Thiếu gia, chúng ta bị bao vây rồi. Thẩm Thầm, cha ngươi lâm trận chinh phạt, chậm trễ 3 ngày, theo lý nên thẩm vấn chém đầu. Ngươi cũng xuất thân bội ngôi quân, chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Trừ phó thống, đi vào trọng địa lại tự ý điều động trọng binh, đáng chịu tội gì? Bổn quan có công văn su mật diệt trong tay, niệm tình ngươi là đồng liêu trong quân mới nói lý lẽ với ngươi. Lý lẽ? 3 chữ có lẽ có, làm sao phục thiên hạ? Đây chính là lý lẽ của các ngươi sao? Không biết nặng nhẹ, giết chết không luận tội. Giết! Giết! Cô trai cẩn thận. Cung tiễn bắn. Con trai cẩn thận. Mẹ, mẹ, tổ phu nhân, mẹ, con phải mang theo đệ đệ xông ra ngoài. Mẹ, chúng ta đi cùng nhau. Mẹ không xong rồi. Mẹ, dì để. Mẹ, 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 các con nhất định phải sống, tìm ra gian thần Minh Quang báo thù cho thẩm gia ta. Mẹ, tổ phu nhân. Mẹ, mẹ, mẹ à. Mẹ, mẹ, bố nhân giáp.
Đại ca, đi mau. Giết cho ta. Đại ca, đi mau. Được. Cẩn thận. Vậy để mau đi thôi. Đại ca, bắt lấy dây thừng. Đuổi theo cho ta. Đuổi theo. Sư phụ, đi thôi. Đi. Sư phụ.